Xin chào các bạn đã đến với Tech News. Mới đây thì một tài khoản Twitter có tên là Rocky Muhammad Ali đã đăng đàn nhờ Apple hỗ trợ khi mà chiếc iPhone 10 mới của anh phát nổ khi mà đang cập nhật iOS 12.1. Theo Muhammad thì anh đã sạc cho chiếc điện thoại iPhone 10 này khi nó đang trong quá trình cập nhật lên iOS 12.1 theo cách thông thường. Tuy nhiên thì chiếc iPhone bất ngờ bốc khói nghi ngút và bắt lửa vài giây sau đó, mặc dù là quá trình cập nhật đã hoàn thành. Nhiều người nghi vấn rằng anh này đã sử dụng cục sạc rỡm, nhưng mà Muhammad đã phủ nhận và cho biết là anh đang sử dụng cáp sạc Lightning và cốc sạc của Apple đi kèm với iPhone 10. Sau khi báo cáo sự việc trên với trang Apple Sport thì Muhammad đã nhận được yêu cầu là gửi chiếc iPhone 10 vừa phát nổ đến Apple để kiểm tra. Rõ ràng thì việc kết hợp giữa hai hoạt động trên là không hề được khuyến khích, bởi việc nâng cấp iOS đã khiến cho iPhone hoạt động với công suất cao và máy bị nóng lên đáng kể. Kết hợp với việc làm máy nóng lên do sạc pin thì hậu quả thật sự là khó lường. Ngoài ra thì iOS 12 cũng vừa bị phát hiện một lỗ hổng mới cho phép hack thành công và xem các file đã xóa trên thiết bị chạy iOS 12. Lỗ hổng mới này được phát hiện bởi hai hacker là Richard Yu và Ahmad Kama do điểm yếu trong trình duyệt Safari trên phiên bản mới nhất. Lỗi mới này cũng đã được thông báo cho Apple và hacker thì được nhận thưởng là $50,000. Thì hiện tại thì Apple đang tìm cách để khắc phục. Một hãng chế tạo ở Mỹ có tên là Hoversoft vừa công bố là họ sẽ chính thức sản xuất chiếc xe máy biết bay đầu tiên vào nửa đầu năm 2019. Với chiếc xe này thì có tên là Hoversoft S3, nặng khoảng 120kg, trông hơi giống chiếc xe máy, có cánh quạt 4 cánh, yên thì cho một người ngồi và 4 chông chống điều khiển bởi 2 cần gạt tay. Và chiếc xe này thì có thể bay trên không trung ở độ cao an toàn là khoảng 5m với tốc độ tối đa sắp xỉ là 96 km/h. Khi mà sạc đầy ắc quy thì xe bay này có thể bay trong vòng 25 phút. Chiếc xe có hệ thống ổn định xe điều khiển bằng máy tính, các bộ phận quét laser để nhận diện và tránh vật cản. Ngoài ra thì để tăng cường bảo vệ cho người lái cũng như là những người xung quanh thì công ty này còn có kế hoạch là tổ chức huấn luyện lái cho khách hàng. Hoversoft không phải là công ty duy nhất sản xuất xe máy biết bay, mà còn rất là nhiều hãng sản xuất khác cũng đang chuẩn bị trình làng những chiếc xe máy biết bay của họ trong tương lai. Biết đâu được, trong tương lai khi mà chúng ta ngước đầu nhìn lên thì trên đầu của chúng ta lại là lơ lửng những chiếc xe bay thì sao? Hãng công nghệ Sharp vừa giới thiệu chiếc smartphone đầu tiên trên thế giới sở hữu vừa nút ruồi vừa tai thỏ. Wow! Thật sự đó các bạn, Sharp Awake R2 Compact vừa được ra mắt chính là chiếc smartphone có màn hình vừa sở hữu lối thiết kế giọt nước phía trên chứa camera selfie, lại vừa sở hữu tai thỏ phía dưới chứa cảm biến vân tay. Ngoài ra thì Awake R2 Compact có kích thước màn hình là 5.2 inch, độ phân giải là 2280x1080 pixel, được trang bị Snapdragon 845, RAM là 4GB và chạy trên hệ điều hành là Android 9 Pie, cùng với camera là 22.6MP và pin là 2500mAh. Dù thiết kế nút ruồi tai thỏ theo kiểu là mộc mụn răng hô kiểu này nó thẳng ra là không đẹp mắt cho lắm, nhưng mà không thể phủ nhận là Awake R2 Compact chính là mẫu smartphone mạnh nhất trong số những mẫu smartphone nhỏ gọn màn hình khoảng 5 inch hiện tại. Và tối nay thì trong khuôn khổ của giải đấu AFF Cup 2018 sẽ diễn ra cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia vào lúc 19:30 trên sân Mỹ Đình. Nên hôm nay Techmax sẽ gửi tặng cho 3 bạn may mắn mỗi bạn một cục sạc dự phòng không dây của Zinza trị giá là 760.000 đồng từ nhà tài trợ Senco Việt Nam. Cách thức tham gia thì các bạn có thể xem chi tiết ở phần mô tả nhé. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video khác của Techmax.